có một loài nước mắm thuần khiết Sinh ra để làm nên sự khác biệt Gói trọn tinh hoa của biển cả tính thức hương vị đậm đà thường hạng Đẳng cấp Sang trọng Là món quà tình thân ý nghĩa Hãy luôn nhắc ta nhớ về cội nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Adelaide, nước mắm Hoàng Gia đang được phân phối tại Maxim Asian Food Wholesaler và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc Anh Tiên qua số 0412 398 166. Xin xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, tỷ lệ thất nghiệp tại Úc trong tháng 5 đã có sự giảm hạ so với hồi tháng 4, khiến Ngân hàng Chữ Kim càng khó đưa ra quyết định về giảm hạ lãi suất. Trong lĩnh vực di trú, Bộ trưởng Nội vụ vừa tuyên bố những thay đổi đối với hai loại visa là visa 600 dành cho khách du lịch và visa 485 dành cho sinh viên đã tốt nghiệp. Còn tại New South Wales, chính phủ vừa liệt kê danh sách các ngành nghề được miễn học phí tại TAFE, mà dự phóng khoảng 40.000 sinh viên sẽ được hưởng lợi. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024 của VietTV Australia. Đầu tiên là tin về tỷ lệ thất nghiệp giảm 0.1% sau khi có thêm 40.000 việc làm mới. Ngày hôm qua, Tổng nha thống kê ABS đã công bố chỉ số thất nghiệp trong tháng 5, qua đó đã có sự giảm nhẹ so với tỷ lệ trong tháng 4. Một cách cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 5 là 4%, giảm 0.1% so với mức thất nghiệp là 4.1% của tháng 4 trước đó, sau khi nền kinh tế đã có thêm 40.000 việc làm mới trong tháng 5. Mặc dù giảm tỷ lệ thất nghiệp là thông tin tích cực và phù hợp với kỳ vọng của thị trường, Tuy nhiên, điều tích cực này lại khiến ngân hàng chữ kim ABA phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi hóc búa về thời điểm giảm lãi suất. Anneke Thompson, kinh tế gia trưởng của tổ chức theo dõi tài chính là Creditor Watch, cho biết có khả năng ABA sẽ đợi cho đến khi nhìn thấy toàn bộ tác động của việc cắt giảm thuế giai đoạn 3 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường bán lẻ, cũng như lực lượng lao động và tiền tiết kiệm của các hộ gia đình. Và điều này sẽ không thể xảy ra trong năm nay 2024, mà có lẽ cần phải chờ đến năm 2025. Theo bà Thompson thì thị trường lao động đang đặt ra một câu hỏi hóc búa cho ngân hàng chữ kim RBA. Vì trong khi tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng thì thị trường lao động vẫn rất thắt chặt so với các tiêu chuẩn lịch sử. Tuy nhiên áp lực tăng lương dường như đã giảm bớt, đặc biệt là quyết định tăng 3.75% lương bổng của Ủy hội Công bằng thấp hơn tỷ lệ lạm phát hiện tại và được các nhà kinh tế hoan nghênh rộng rãi vì lo ngại về việc tiền lương tăng cao sẽ có tác động đối với lạm phát. Tuy nhiên, thị trường lao động tiếp tục lành mạnh cũng như việc cắt giảm thuế sắp tới sẽ khiến RBA hết sức thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất tiền mặt quá sớm. Tin di trú Chính phủ Albanese tiếp tục siết chặt visa sinh viên quốc tế Bộ trưởng Nội vụ Claire O'Neill vừa tuyên bố những thay đổi đối với hai loại visa rất phổ biến đang được áp dụng tại Úc, đó là visa du lịch 600 và visa tốt nghiệp tạm thời 48 năm. Theo bà Claire O'Neill thì những người có visa du lịch và visa tốt nghiệp tạm thời sẽ không thể chuyển sang visa du học kể từ ngày 1 tháng 7 sắp tới. Quy định mới này nhằm chấm dứt tình trạng chuyển đổi thị thực visa cũng như ngăn chặn các lỗ hổng về luật di trú tại Úc sau khi có nhiều người đến Úc bằng visa du lịch, sau đó đã tìm cách ở lại Úc bằng cách chuyển sang visa du học, bằng cách đăng ký học tại các trường dạy nghề không đủ tiêu chuẩn. Còn đối với visa tạm thời 4-8 năm, đây là visa cấp cho những ai đã tốt nghiệp đại học và đang tìm kiếm một công việc tại Úc. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, rất nhiều du học sinh quốc tế đã lợi dụng visa 48 năm này để kéo dài thời gian ở Úc mặc dù không thể xin được việc làm bằng cách đăng ký các khóa học rẻ tiền không chất lượng, ảnh hưởng đến uy tín của Úc Châu. Bộ trưởng Âu cho rằng chiến lược di trú của nước Úc đã vạch ra một kế hoạch rõ ràng nhằm khắc phục những kẽ hở trong giáo dục quốc tế. Theo số liệu từ chính phủ Úc, số lượng người đến Úc theo visa du lịch rồi tìm cách ở lại nhờ vào chuyển đổi thành visa du học ngày càng phổ biến, sau khi có hơn 36.000 đơn đăng ký theo diện này đã được thống kê từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024. Trong khi đó, số lượng sinh viên quốc tế ở lại Úc bằng thị thực sinh viên thứ hai hoặc tiếp theo đã tăng hơn 30%, lên hơn 150.000 vào năm học 2022-2023. Chuyên gia về nhân khẩu học Peter McDonald cho rằng, nhận ít đơn thị thực hơn từ những người đang ở trong nước là một cách quản lý nhập cư tốt hơn. Quy định mới dự kiến sẽ ảnh hưởng nhiều đến tuyển sinh của các trường đại học Úc trong ít nhất 3 tháng tới. Trước đó, nhiều thay đổi khác về visa liên quan đến sinh viên quốc tế cũng đã được Úc áp dụng, chẳng hạn các quy định mới về visa tốt nghiệp tạm thời đã rút ngắn quyền làm việc sau khi tốt nghiệp, giảm giới hạn độ tuổi từ 50 xuống 35 đối với một số thị thực và tăng yêu cầu về ngôn ngữ có hiệu lực từ tháng 3 năm 2024. Ngoài ra vào cuối tháng 3 năm nay Bộ Nội vụ cho biết đơn xin thị thực du học sẽ được đánh giá theo những yêu cầu trong bài kiểm tra mới, tức là từ Genuine Student GST, thay thế các điều kiện của bài xin thị thực tạm thời Genuine Temporary Entrance GTE như trước đây. Tin từ New South Wales, gần 40.000 học viên sẽ được học nghề miễn phí tại TAFE. Các khóa học TAFE miễn phí sẽ tiếp tục được tài trợ tại New South Wales sau khi chính quyền Chris Minns đầu tư thêm 16.3 triệu đô la để đào tạo gần 40.000 học viên với nhiều ngành nghề mới. Số tiền này sẽ bao gồm 2.000 đô la dành cho những người học việc tức là apprentices, trong khi sinh viên bình thường thì sẽ nhận được 1.000 đô la. Ngoài ra sinh viên còn được miễn học phí nếu đăng ký các khóa học nghề về nghề mộc, nghề sửa ống nước và điện, trong khi các chương trình thực tập theo yêu cầu như giáo dục và chăm sóc trẻ em cũng như chăm sóc người già và người khuyết tật cũng được miễn phí. Chính phủ New South Wales cho biết sự gia tăng thành phần thợ thủ công là rất quan trọng để thực hiện chiến lược cung cấp nhà ở nhằm xây dựng 377.000 ngôi nhà mới trên toàn tiểu bang vào năm 2029, do nhiều ngành nghề về xây dựng đã được miễn phí với hy vọng có thể thu hút thêm nhân viên. Bộ trưởng Bộ Kỹ năng và TAFE, ông Steve Wong cho biết, ngân quỹ này sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu kỹ năng trong các lĩnh vực quan trọng. Ngoài các khóa học miễn phí, chính phủ New South Wales cũng sẽ tài trợ thêm 190.2 triệu đô la khác để nâng cấp hạ tầng cơ sở của các trường dạy nghề TEF trên toàn tiểu bang. Chính phủ Minns cho biết, việc thiếu hụt tài chính dành cho hệ thống trường TEF trước đây đã khiến các tòa nhà đổ nát, thiết bị kỹ thuật số lỗi thời và Wi-Fi không đáng tin cậy. Khoản tài trợ này được đưa ra sau khoản đầu tư kỷ lục 300 triệu đô la trong ngân sách hồi năm ngoái dành cho việc sửa chữa tòa nhà và nâng cấp Wi-Fi tại 28 cơ sở giáo dục tại các vùng nông thôn. Tiếp tục tin từ New South Wales, các vụ tấn công tình dục đã tăng 42% trong 5 năm qua. Số liệu mới nhất từ Cục Nghiên cứu và Thống kê Tội phạm New South Wales gọi tắt là Boxa đã cho thấy số vụ tấn công tình dục đã tăng đáng kinh ngạc ở mức 42% trong 12 tháng tính đến tháng 3 năm 2024 so với cùng kỳ của 5 năm trước. Ngoài ra, các tội phạm hình sự khác cũng đã gia tăng đáng kể Cụ thể đã có 6.533 vụ hình sự về tấn công tình dục được báo cáo cho cảnh sát New South Wales trong 12 tháng tính đến tháng 3 năm 2020. Nhưng con số đó đã tăng lên 9.284 vụ trong 12 tháng tính đến tháng 3 năm nay. Giám đốc điều hành Boxer Jackie Fitzgerald cho biết, sự gia tăng có thể là do có thêm nhiều vụ tấn công tình dục xảy ra trong cộng đồng. Bà Fitzgerald nói thêm rằng số liệu gia tăng cũng có thể là do số lượng người bước ra báo cáo cũng nhiều hơn do có cổng thông tin trực tuyến của cảnh sát New South Wales để báo cáo các vụ tấn công tình dục. Đã có 1.794 người dùng đã báo cáo trực tuyến trong 12 tháng, tính đến tháng 3 năm 2024, so với 957 vào năm trước đó. Bên cạnh đó, dữ liệu cũng cho thấy số vụ tấn công bạo lực gia đình tăng 15.4%, nguyên nhân phần lớn theo xa là do sự gia tăng các báo cáo và sự leo thang của các vụ tấn công bạn tình. Các vụ tấn công ngoài gia đình cũng gia tăng nhằm vào phụ nữ trưởng thành và thanh niên. Theo bà Fitzgerald thì chỉ có 3 trong số 13 loại tội phạm hình sự chính của cơ quan này được giảm xuống trong năm tính đến tháng 3 năm 2024, đó là cướp, trộm xe cơ giới và cố ý gây thiệt hại tài sản. Cũng tin từ New South Wales, cảnh sát thực hiện thêm 5 vụ bắt giữ liên quan đến bạo lực Wakely. Cảnh sát New South Wales vừa bắt giữ thêm 5 cá nhân liên quan đến vụ bạo loạn ngày 15 tháng 4 ở một nhà thờ tại Wakely, nâng tổng số người bị buộc tội lên thành 29 người. Cảnh sát đã tiến hành các cuộc đột kích vào hôm qua thứ năm như một phần của chiến dịch Strike Force Dirps nhằm mục đích điều tra về vụ bạo loạn với quy mô lớn. Trong cuộc bố ráp mới nhất này, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông 41 và 31 tuổi cũng như một thanh niên 17 tuổi tại các ngôi nhà ở Fairfield West, Weekly và Green Valley. Các vụ bắt giữ bổ sung đã được thực hiện tại sở cảnh sát Fairfield và một cơ sở cải huấn ở Jessnok, nơi hai người đàn ông 20 và 29 tuổi đã bị buộc tội Năm người mới bị bắt này sẽ đối mặt với nhiều tội danh bao gồm bạo loạn, phá hoại tài sản và hành hung cảnh sát. Cho đến hôm nay, tổng cộng đã có 29 cá nhân đã bị buộc tội trong một cuộc điều tra mở rộng do Stryford Strip thực hiện. Ngoài 29 người đã bị bắt giữ, cảnh sát hiện vẫn đang truy tìm thêm 7 người nữa. Vụ việc xảy ra ở Wickley vào ngày 15 tháng 4 năm 2024, khi một thanh niên 16 tuổi đã dùng dao tấn công một linh mục bị thương khi đang giảng đạo và vụ tấn công này đã thúc đẩy một loạt hành động phối hợp của cảnh sát dẫn đến các vụ bắt giữ gần đây. Sau khi hơn 94 xe cảnh sát được cho là bị hư hỏng và một số cảnh sát đã bị thương, trong khi các nhân viên y tế buộc phải tìm nơi ẩn náu khỏi cuộc bạo loạn. Sau đây là tin từ Victoria. Cảnh sát buộc tội một phụ nữ về cáo buộc lừa đảo trên Facebook. Cảnh sát Victoria đã buộc tội một phụ nữ 37 tuổi về một số vụ lừa đảo trên Facebook Marketplace, trong đó nhiều nạn nhân bị ảnh hưởng trên toàn quốc sau khi bị mất hàng ngàn đô la. Các thám tử của đơn vị điều tra tội phạm Manningham đã bắt giữ và buộc tội một phụ nữ Victoria với 25 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc bắt giữ này đã diễn ra tại nhà của cô ở Donville, cách trung tâm thành phố Melbourne 20 cây số về phía đông. Các cáo buộc liên quan đến nhiều vụ lừa đảo trên Facebook Marketplace diễn ra trong năm nay. Thông tin từ cảnh sát cho biết, người phụ nữ này đã giao bán một số mặt hàng thời trang cao cấp cho mọi người thông qua nền tảng xã hội là Facebook Marketplace từ tháng 4 đến tháng 5. Tuy nhiên, việc mua bán thời trang này đã không diễn ra sau khi hơn 20 người mua đã trả tiền nhưng chưa bao giờ nhận được hàng. Các nhà điều tra được biết nạn nhân của vụ lừa đảo bị cáo buộc đến từ nhiều vùng khác nhau của Úc. Ở giai đoạn này, hành vi lừa dối của người phụ nữ được cho là đã khiến nạn nhân thiệt hại hàng ngàn đô la. Cuối cùng là tin đời sống xã hội. Apple Pay cho phép khách hàng chọn hình thức thanh toán mua trước trả sau. Công ty Apple đã hợp tác với ngân hàng ANZ để cho phép khách hàng sử dụng Apple Pay có thể mua sắm bằng hình thức mua trước trả sau. Sự đổi mới này sẽ cho phép khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hiện tại của ANZ lên kế hoạch trả nợ khi sử dụng Apple Pay bằng điện thoại. Tính năng này cho phép các gói thanh toán trả góp được thực hiện trong 3, 6 tháng hoặc 12 tháng. Tuy nhiên, giới hạn chi tiêu được phê duyệt trước vẫn sẽ được áp dụng. Theo chương trình trả góp của ANZ thì khách hàng phải trả một khoản phí trả trước theo tỷ lệ phần trăm của chi phí mua hàng mà thấp nhất là 1.5%, kế đến là 3.5% và cao nhất là 6.5%. Trong khi các ngân hàng khác trong dấu tứ trụ là CBA, NAB và Westpac vẫn chưa xác nhận là họ có cung cấp dịch vụ mua trước trả sau với Apple trong tương lai hay không. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Việt TV Australia. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng thứ hai.